xưa chiều hôm tiếc ly biết bao ân tình Chúa đã phó mình này đây mình ta ban cho hãy mau cầm lấy ân chính thân ta tạ ơn trên kia vơi đầy mau ta chan hòa cùng nhau hãy uống vì đây mau ta tuôn trào để cứu thế nhân máu của giáo ước đây chính mình thánh ta làm nên của ăn nuôi sống thế gian người ăn bánh này đời đời không chết và sẽ được sống trường sinh đây chính là máu ta rồi sẽ đổ ra cứu thoát thế gian người uống máu ta không bao giờ khát và sẽ được sống yên bình. Thank you.
bởi quý cha và hội đoàn an toàn. Trong niềm hân hoan và hạnh phúc, gia đình giáo sư Đường Biên chúng con hôm nay được ở chầu và yêu mến Chúa Giêsu trong bí tích thánh thể, thay mặt cho toàn thể gia đình giáo phận Hải Phòng chúng ta, trong niềm hân hoan đó chúng con được hân hoan chào đón cha Giuse Nguyễn Văn Thông, đại diện đức giám mục giáo phận của chúng ta. Trong đoàn chúng ta cũng chẳng có ai để chúc mừng này. Gia đình giáo xứ Tử Viên chúng con cũng hân hoan chào đón tất cả quý cha đồng tế trong thánh lễ hôm nay đã yêu thương gia đình giáo xứ chúng con về nơi đây để cùng tạ ơn Chúa và yêu mến Chúa Giêsu trong bí tích thánh thể. Gia đình giáo xứ chúng ta cũng chẳng có tay chào. Và một lần nữa, toàn thể gia đình giáo xứ Tử Viên chúng con hân hoan được chào đón cũng như dâng lời cảm ơn đến cha đại diện cùng quý cha trong thánh lễ đồng tế hôm nay. Xin tình yêu Chúa Giêsu thánh thể luôn đồng hành với quý cha để quý cha mãi mãi được trở thành là những vị mục tử tốt lành thánh thiện để truyền trao tình yêu và lòng xót thương của Thiên Chúa cho nhân đoàn chúng con. Xin cộng đoàn chúng ta cũng một tràng pháo tay chúc mừng. Và giờ đây xin kính mời cộng đoàn đứng để chúng ta bắt đầu cử hành thánh lễ. Nhưng ơn cha và con và thánh thần. Tình yêu của Chúa Cha và ơn thông điệp của Chúa Thánh Thần ở cùng tất cả anh chị em. Ở cùng cha. Trọng kính quý gia đồng tế, kính thưa quý ban chánh chương ban hành giáo, quý khách thưa bà anh chị em. Chúa Giêsu đã sống lại ngày thứ nhất trong tuần và từ đó ngày thứ nhất trong tuần đã trở nên ngày của Chúa. Và cũng vì thế, cứ mỗi ngày cùng Chúa, chúng ta lại quy tụ với nhau để cùng cử hành bí tích thánh thể lễ, để nhớ lại lời dạy của Chúa. Anh em hãy làm việc này và nhớ đến Thầy. Hôm nay giáo sư Tử Viên quy tụ để cử hành bí tích cùng Chúa, đồng thời cũng để chồng thánh Chúa thay mặt giáo phận chúng ta cùng nhập sư thánh lễ khai mạc ngày chào và cùng tuyên xưng đức tin, cử hành đức tin và nhập thân với Chúa Giêsu thánh thể, và nó giúp chúng ta có thể trở nên những chứng nhân của Chúa và bằng sống như Chúa nơi trần gian này. Tất cả tâm tình ấy giờ đây chúng ta cùng bước vào thánh lễ. Và trước khi cử hành thánh lễ, chúng ta ý thức mình là những con người cứu đuối lấp loạn, xin lòng thương xót của Chúa thay mặt cha thánh. Tôi thú nhận cùng Thiên Chúa toàn năng và cùng anh chị em, tôi đã phạm tội nhiều trong tư tưởng, lời nói, việc làm và những điều thiếu sót. Lỗi tại tôi, mọi đàn trước và Thiên Chúa, Chúa dùng đa. Thương Thiên Chúa toàn năng, thương
ngày vui này thì xin cho tất cả chúng con biết đem lòng sốt sắng mừng Đức Kitô phục sinh để người hiện diện trong cuộc đời chúng con và làm cho chúng con được đổi mới. Người là Thiên Chúa hằng sống và hiện trị cùng Chúa, hiện đất nơi Chúa nên ở tế muôn thuở muôn đời. Hồi ấy có những người từ miền Giu-đê đến Antiochia dạy các anh em rằng: nếu anh em không chịu phép cắt bì theo tục lệ Môi-se thì anh em không thể cứu độ. Người ta bèn quyết định cử ông Phao-lô, ông Ba-na-ba và một vài người khác lên Giê-ru-sa-lem gặp các tông đồ và các kỳ mục để bàn về vấn đề đang tranh luận này. Bấy giờ các tông đồ và các kỳ mục cùng với toàn thể hội thánh quyết định chọn mấy người trong các ông để phái đi Antiochia với ông Phao-lô và ông Ba-na-ba. Đó là ông Giu-đa, biệt danh là Ba-sa-ba, và ông Si-la, những người có uy tín trong hội thánh. Đó là lời Chúa. Tôi là Gioan, đang khi tôi xuất thần thì một thiên thần đem tôi lên một ngọn núi cao hùng vĩ và chỉ cho tôi thấy thành thánh là Giê-ru-sa-lem từ trời, từ nơi Thiên Chúa mà xuống. Trong thành tôi không thấy có đèn thờ vì Đức Chúa, Thiên Chúa toàn năng, và quan chiêm là đèn thờ của thành. Thành chẳng cần mặt trời mặt trăng chiếu sáng vì đã có vinh quang Thiên Chúa tỏa ra, và quan chiêm là ngọn đèn chiếu soi. Đó là lời Chúa. Nhưng là của Chúa Cha.
Đấng đã sai Thầy. Các điều đó Thầy đã nói với anh em trong khi còn ở với anh em. Nhưng Đấng bảo trợ là Thánh Thần của Cha sẽ sai đến nhân danh Thầy. Đấng đó sẽ dạy anh em mọi điều và sẽ làm cho anh em nhớ lại mọi điều Thầy đã nói với anh em. Thầy để lại bình an cho anh em. Thầy ban cho anh em bình an của Thầy. Thầy ban cho anh em không theo kiểu thế gian. Anh em đừng xao xuyến, cũng đừng sợ hãi. Anh em đã nghe Thầy bảo, Thầy ra đi và đến cùng anh em. Nếu anh em yêu mến Thầy, thì hẳn anh em đã vui mừng vì Thầy về cùng Chúa Cha. Bởi vì Chúa Cha cao trọng hơn Thầy. Bây giờ Thầy nói với anh em trước khi sự việc xảy ra. Đó là lời Chúa. Thầy Chúa Kitô ngợi khen Chúa. Kính thưa cộng đoàn phụng vụ, các bài kinh thánh mà giáo hội cung cấp cho chúng ta trong mùa phục sinh nhắm để giáo huấn chúng ta về bầu nhiệm giáo hội. Giáo hội của Chúa Giêsu được sánh với nhiều hình ảnh và được tuyên xưng bằng nhiều khái niệm hay tước vị. Có khi giáo hội được gọi là dân Thiên Chúa. Giáo hội cũng có thể được gọi là đền thờ của Chúa. Giáo hội cũng có thể được gọi là cây nho, vườn nho hay cánh đồng. Mỗi một hình ảnh hay mỗi một khái niệm thì muốn nhắm diễn tả một khía cạnh nào đó về bản chất của giáo hội hay về sứ mạng của giáo hội. Các bài kinh thánh được cung cấp cho chúng ta trong mùa phục sinh, chúng ta năm nay đang cử hành phục vụ 5C. Chủ nhật thứ hai, chúng ta lược lại. Chủ nhật thứ hai của mùa phục sinh, giáo hội là một cộng đoàn tuyên xưng đức tin. Thomas đã quỳ dưới chân Chúa Giêsu và thưa rằng, lạy Chúa của con, lạy Thiên Chúa của con. Đó là một lời tuyên xưng đức tin vừa mạnh mẽ và vừa chính xác. Đó không hẳn là lời tuyên xưng đức tin của cá nhân Thomas, nhưng nó đích xác là lời tuyên xưng đức tin của cộng đoàn tín hữu sơ khai. Vì thế, giáo hội là một cộng đoàn tuyên xưng đức tin. Đến Chủ nhật thứ ba của một phục sinh, qua câu chuyện, các tông đồ thả lưới theo lệnh truyền của Chúa ở bên phải mạn thuyền ở hồ Tiberia. Họ đã bắt được một mẻ cá lạ, rất nhiều cá, toàn những cá lớn, được 153 con. Con đó, số đó không có ý nghĩa toán học, nhưng nó có ý nghĩa tượng trưng, đó là tất cả mọi loài cá ở dưới biển. Qua mẻ cá lạ ấy, Chúa muốn giáo hội của Chúa đi khắp nơi để đưa mọi dân tộc trên thế giới vào trong giáo hội. Vì thế, giáo hội là cộng đoàn những người đi để đưa anh chị em trở về giáo hội. Đến Chủ nhật thứ tư của mùa phục sinh, giáo hội được ví như là một đoàn chiên dưới sự hướng dẫn của Chúa Giêsu. Chúa Giêsu chính là vị mục tử trực tiếp chăm sóc con cái của mình, như là người mục tử chăm sóc đoàn chiên, bảo vệ cho đoàn chiên khỏi sói dữ và dẫn chiên đến đồng cỏ xanh, tới dòng suối mát. Chủ nhật tuần trước, với lệnh truyền, với điều gian mới như là di ngôn của Chúa Giêsu, giáo hội là cộng đoàn những người yêu thương. Sách Công vụ cho chúng ta thấy
những tín hữu đầu tiên, ta sống với nhau rất yêu thương. Họ bán của cải của mình đi, đưa cho các tông đồ để phân chia cho những ai có những nhu cầu, làm cho những người ngoài nhìn vào họ, đời sống của họ rất kinh ngạc và kính phục. Kìa, xem những người này yêu thương nhau biết chừng nào. Và lịch sử của Giáo hội Việt Nam cũng minh chứng rằng khi các tín hữu đầu tiên ở Việt Nam tin vào Đạo Chúa, đón nhận đức tin, họ sống yêu thương nhau, để rồi những người ngoài nhìn vào họ, hỏi rằng họ là ai, họ theo thứ đạo gì? Và câu trả lời, họ là những người theo đạo yêu thương. Thưa quý ông bà và anh chị em, hôm nay là Chủ nhật thứ sáu của một phục sinh, cũng tiếp nối cái dòng chảy của suy tư về mầu nhiệm giáo hội. Lời Chúa nói với chúng ta, giáo hội là cộng đoàn những người yêu mến và thực thi lệnh truyền giới lệnh của Chúa. Ai yêu mến Thầy sẽ giữ lời Thầy. Giáo hội là cộng đoàn những người yêu mến Chúa Giê-xu và giữ lời của Chúa, thực hành giáo huấn của Ngài. Thực hành giáo huấn của Ngài không phải như là một cái máy, cũng không phải thực hành giáo huấn của Ngài vì sợ bị trừng phạt, nhưng mà thực hành giáo huấn của Chúa Giê-xu vì yêu mến. Ai yêu mến Thầy sẽ giữ lời Thầy. Và khi yêu mến cũng như thực hành lời của Chúa dạy, thì họ sẽ được đi sâu vào cái mối tương quan với Thiên Chúa Ba Ngôi. Cha Thầy và Thầy sẽ đến với người ấy. Cha Thầy và Thầy sẽ tỏ mình ra cho người ấy và đến ở lại với người ấy. Khi chúng ta thực hành, thực thi lời dạy của Đức Giê-xu về tất cả những gì liên quan đến đời sống người môn đệ, vì lòng yêu mến, chúng ta sẽ được Chúa tỏ mình ra cho biết. Chúng ta sẽ được hiểu biết Chúa nhiều hơn và chúng ta sẽ được gắn bó với Chúa sâu xa hơn. Đó là một tiến trình có sự hỗ tương. Càng yêu mến thì càng tuân giữ, càng tuân giữ thì càng hiểu biết, và càng hiểu biết thì càng gắn bó. Và cứ như thế, mỗi một ngày một yêu mến hơn và tuân giữ một cách cụ thể cũng như hiệu quả hơn, để hiểu biết hơn và để gắn bó hơn. Càng gắn bó rồi lại càng yêu mến, càng yêu mến rồi lại càng cố gắng để thực thi, và càng thực thi thì càng hiểu biết và rồi càng gắn bó. Đó là một tiến trình có sự hỗ tương, và đó chính là cộng đoàn giáo hội, đó chính là giáo hội của Chúa Giê-xu. Thưa quý ông bà và anh chị em, khi chúng ta đã đạt đến một mức nào đó rồi, thì lúc bấy giờ chúng ta sẽ cảm nhận rõ sự bình an của Chúa. Thầy ban cho anh em bình an của Thầy, Thầy ban cho anh em không giống thế gian ban tặng. Cho dẫu cuộc đời này có như thế nào, cho dẫu chúng ta có gặp phải bất cứ điều gì trong cuộc đời, thì chúng ta vẫn cảm nhận rất rõ sự bình an của Chúa. Và khi cảm nhận được sự bình an của Chúa, thì cuộc đời của chúng ta sẽ tràn ngập niềm vui và hân hoan vì làm môn đệ của Chúa, hân hoan niềm vui vì là giáo hội của Chúa. Tôi không biết tôi nói như thế đã diễn tả một cách rõ ràng chưa, để mọi người có thể hiểu và cảm nhận. Tôi xin nhắc lại, giáo hội của Chúa theo như giáo huấn của lời Chúa, Chúa nhật thứ sáu mùa phục sinh năm C này, thì giáo hội của Chúa là cộng đoàn những người yêu mến và thực thi lệnh truyền của Đức Giê-xu. Nếu chúng ta yêu mến và mau mắn và thực thi
các lệnh truyền của Chúa liên quan đến đời sống đức tin của mình, chúng ta sẽ hiểu biết và yêu mến Chúa nhiều hơn. Cùng với sự hiểu biết, chúng ta sẽ đi sâu vào mối tương quan thân tình, bởi vì Chúa Ba Ngôi sẽ đến cư ngụ trong cuộc đời, trong tâm hồn của chúng ta và làm cho chúng ta càng yêu mến Chúa hơn và càng thực thi giáo huấn của Chúa một cách hiệu quả hơn nữa, và rồi lại càng đi sâu vào mối tương quan hiểu biết và mối tương quan gắn bó với Chúa. Và khi ấy, chúng ta sẽ cảm nhận được bình an và niềm vui của người tín hữu, của người môn đệ Đức Giê-xu. Những gì nói về giáo hội, tức là nói về mỗi người. Giáo hội là nói chung và mỗi người chúng ta nói riêng. Nếu giáo hội của Chúa là cộng đoàn những người thực thi lệnh truyền của Đức Giê-xu, thì điều đó có nghĩa là tôi phải là người yêu mến và thực thi lệnh truyền của Đức Giê-xu. Nếu giáo hội là người gắn bó với Thiên Chúa, với Chúa Ba Ngôi, thì tôi phải là người gắn bó với Chúa. Nếu giáo hội đón nhận được bình an và niềm vui của Chúa, thì cũng có nghĩa là tôi đón nhận được bình an và niềm vui của Chúa. Mỗi người chúng ta thực thi điều đó trong cuộc đời này, trên hành trình theo Đức Giê-xu. Và ngày hôm nay khi chúng ta quỳ bên Chúa Giê-xu Thánh Thể, chúng ta hãy cầu nguyện cho giáo phận Hải Phòng. Chúng ta cầu nguyện cho giáo phận chúng ta sớm có vị mục tử để trực tiếp và dành nhiều thời gian, tâm huyết, sức lực để chăm sóc đoàn chiên nơi giáo hội địa phương. Chúng ta cầu nguyện cho các linh mục, cho tu sĩ, cho mọi thành phần dân Chúa trong giáo phận biết trở nên những người môn đệ đích thực của Đức Giê-xu, và cầu nguyện cách riêng cho giáo xứ cựu viên mỗi ngày một thăng tiến. Mỗi khi chúng ta đến đây nhìn thấy giáo xứ có rất nhiều thay đổi, có rất nhiều những cái thay đổi tích cực trên khuôn mặt, trên cái tất cả cái hoạt động của giáo xứ, kể cả những cái cơ sở vật chất nữa. Chúng ta tạ ơn Chúa và cầu nguyện cho giáo xứ ngày thêm thăng tiến theo như sự mong đợi của Chúa, theo như sự kỳ vọng của giáo phận Hải Phòng. Amen. Tôi tin kính một Thiên Chúa, chị em thân mến. Lời Chúa hôm nay tha thiết mời gọi chúng ta hãy tuân giữ lời Chúa, đặc biệt là giới luật yêu thương, để chúng ta xứng đáng đón nhận sự hiện diện của Chúa Ba Ngôi. Điều đó cần sự trợ giúp của Chúa Thánh Thần. Chúng ta cùng dâng lời nguyện xin. Thánh Thần và chúng tôi xiết rằng không lên đặt thêm cho anh em gánh nặng nào khác. Xin Chúa ban sự khôn ngoan và thánh thiện trên các vị chủ chăn, để giáo huấn các ngài luôn được tôn trọng và vâng giữ, hầu duy trì được mối dây hiệp nhất trong hội thánh. Chúng ta cùng cầu xin Chúa. Thầy đi rồi, Thầy trở lại với các con. Xin cho các tín hữu luôn nhớ đến ngày quang lâm hồng phúc của Chúa, để họ chuẩn bị bằng liềm mến tin, sự cậy trông và lòng trung thành tuân giữ các điều Chúa dạy. Chúng ta cùng cầu xin Chúa. Xin Chúa nhận lời chúng con. Thầy ban bình an của Thầy cho các con.
xin cho khát vọng sống hòa bình của con người được thể hiện, thức tỉnh lương tâm của những người đầy tham vọng điên cuồng, để họ chỉ mưu tìm những gì đem lại an vui và hạnh phúc cho nhân loại. Chúng ta cùng cầu xin Chúa. Ai tuân giữ lời Thầy thì Cha Thầy sẽ yêu mến người ấy. Cha Thầy và Thầy sẽ đến ở với người ấy. Xin cho cộng đoàn giáo xứ chúng ta biết sẵn sàng chấp nhận giáo huấn của Chúa qua mọi biến cố, để chúng ta sẽ được sống trong nguồn ơn cứu độ. Chúng ta cùng cầu xin Chúa. Lạy Chúa, xin cho chúng con sự bình an của Chúa. Đó là sự bình an của tâm hồn trong sạch, ngay thẳng, sẵn sàng đón nhận sự gọt rũa của Thánh Linh, để chúng con không bao giờ sao xuyến, nhát đàm, lùi bước trước những đòi hỏi của ơn Thánh trong đời sống Kitô hữu của chúng con. Chúa hằng sống và hiển trị muôn đời. Amen. Chúa đã thương thánh vậy, chúng con xin có ban ơn từ trời.
Lúc chúng con đang ở thế nào cho xứng với mầm hiền tình yêu của Chúa. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô Chúa chúng con. Thật là chính đáng phải đạo và đang là ơn cứu độ cho chúng ta. Người không ngừng hiến thân vì chúng ta và luôn làm tràng sư bênh của chúng con trước tòa Chúa. Người đã bị sát tế mà không còn chết nữa, dù đã bị giết mà vẫn sống luôn mãi. Vì thế, với người hôm qua trước trang trong lễ phục sinh, còn thể nhân quả chính thức địa cầu về người mình. Oh,
Chúng con xin chúng con mong đợi niềm hy vọng hồng phúc và ngày trở lại của Chúa Giêsu Kitô làm đường hộ chúng con. Giêsu Kitô, Chúa Giêsu Kitô, công cầu rằng Ngài để lại bình an cho các con, để ban bình an của Ngài cho các con. Xin đừng chấp tổ chúng con, xin nhìn đến đức tin của hội thánh Chúa. Xin mọi người ban cho hội thánh được bình an và biết theo thần ý Chúa. Chúa hằng sống và hiện trị muôn đời. Amen. Bình an của Chúa ở thần anh chị em. Anh chị em hãy chúc bình an cho nhau. Lạy Thiên Chúa toàn năng hằng hiếu, nhờ một nhiều đức Kitô sống
xin làm cho mầu nhiệm ấy sinh hoa kết quả tốt đẹp trong tâm hồn chúng con, và làm cho thần linh chúng con vừa đánh giận trở nên nguồn sinh nghiệp dồi dào. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô Chúa chúng con. Amen. Xin kính mời đồng đoàn quỳ. Con thờ lạy hết thảy Chúa ở trong bé thai, yêu quý nhân loại yên tâm cho mình anh. Xin Chúa soi dạng niềm tin yêu, xin Chúa
ban cho gia đình của chúng con được bình an và mọi người được hoàn thành nên tận đây trong mái ấm của gia đình. Đại Chúa Giêsu thánh thể, xin thương nâng đỡ từng người chúng con và làm cho chúng con trở nên những thành viên tích cực, những thành viên năng động, những thành viên hiệu quả của gia đình giáo hội của Chúa trong cộng đồng và giáo xứ của chúng con. Xin thương nâng đỡ chúng con, xin dạy dỗ chúng con, xin cuốn hướng chúng con, xin thanh thật chúng con, xin thương nhận lòng cho con người xin. Thầy Chúa Giêsu là Thầy và được mang bên kiến Thầy Xin Chúa hãy thăm xem số đông những người nghèo khổ. Đời